Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Yên Bái hỗ trợ các doanh nghiệp vượt bão COVID-19. Các dòng họ giáo xứ ngừng các hoạt động tập trung đông người phòng chống dịch bệnh. Nhiều lưu học sinh cảm thấy yên tâm khi ở lại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Làm việc online, giải pháp trước mắt của nhiều doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn cách ly toàn xã hội phòng chống dịch bệnh. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định số 791 về việc phê duyệt và công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, gọi tắt là chỉ số CPAS tỉnh năm 2019. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được đánh giá qua chỉ số thành phần, bao gồm chỉ số công tác, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, chỉ số cải cách thể chế, chỉ số tiếp cận dịch vụ, chỉ số tổ chức giải quyết thủ tục hành chính, công chức giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chỉ số tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính. Kết quả, Sở Xây dựng là đơn vị có số tổng điểm đạt cao nhất khối các sở ban ngành với 99,24 điểm. Đơn vị tổng điểm đạt thấp nhất là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với 76,67 điểm. Đơn vị tổng điểm đạt cao nhất khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là huyện Văn Lâm với 98,48 điểm. Huyện Văn Giang có tổng điểm đạt thấp nhất là 87,35 điểm. Mục đích của việc đánh giá chỉ số CPAS là nhằm chỉ ra hạn chế để các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Trước những ảnh hưởng và tác động của dịch bệnh COVID-19 đến nền kinh tế và đời sống của người dân, thời điểm này, theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lên các kịch bản và đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi lãi suất, miễn giảm lãi vay, gói cho vay mới nhằm gỡ khó khăn và cứu doanh nghiệp. Chia sẻ khó khăn với các khách hàng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động kiểm tra, rà soát thông tin với khách hàng, xác định mức độ thiệt hại để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, chứ không đợi khách hàng phải liên hệ. Trước cái khó khăn của các doanh nghiệp cũng như của cá nhân thì BIDV Yên Bái cũng đã thực hiện tiến hành một số cái giải pháp cụ thể, như là sẽ tiến hành giảm cái lãi suất ngay cho những cái khách hàng mà trực tiếp bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là cũng cơ cấu lại những khoản nợ đến hạn với cái số tiền nó cỡ gần 200 tỷ. Và thứ ba nữa là chúng tôi cũng tiến hành những cái việc cho vay lại để tái cơ cấu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tất cả các tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay các khoản vay hiện hữu, xem xét giảm lãi các khoản cho vay mới. Hiện chi nhánh các ngân hàng đã áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khoảng 200 khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh với dư nợ gần 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, có một vấn đề được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Yên Bái lưu ý. Thì theo cái quy định của ngành ngân hàng là những cái khách hàng được giãn nợ, cơ cấu lại nợ thì các cái tổ chức tín dụng phải tính được cái khả năng của khách hàng tương lai tới có cái khả năng để có cái nguồn thu nhập để hoạt động, để có cái nguồn để trả nợ ngân hàng, để cơ cấu. Thì đây là một cái vấn đề rất khó, bởi vì cái dịch Covid này chúng ta cũng chưa biết đến lúc nào nó kết thúc. Cho nên để mà dự toán được tương lai, để cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, để có khả năng trả nợ, để đáp ứng điều kiện, thì quả thật đây cũng là vấn đề khó khăn. Với sự vào cuộc nhanh chóng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, hy vọng doanh nghiệp sẽ bớt khó khăn và tiếp tục trụ vững cho đến khi dịch bệnh qua đi. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý biên giới nhằm ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép tại các khu vực biên giới. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã lập thêm các chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24 giờ mỗi ngày, đảm bảo ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Những ngày qua đã phát hiện và đưa gần 200 trường hợp nhập cảnh trái phép về khu cách ly theo quy định. Cán bộ chiến sĩ trên các điểm chốt, quán triệt tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, không để dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lào Cai.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiều dòng họ và tổ chức tôn giáo trên toàn tỉnh đã tạm dừng hoạt động, nghi lễ tập trung đông người, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Lễ thanh minh của dòng họ Nguyễn Quang, thôn Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tổ chức khác mọi năm. Thay vì tập trung hàng trăm người, sửa soạn hàng chục mâm cỗ, dòng họ Nguyễn Quang quyết định ngừng việc tổ chức lễ thanh minh. Con cháu có thể vái vọng tại gia đình hoặc tới thắp hương tại nhà thờ. Số lượng không quá 10 người trong một thời điểm. Đối với người con xa quê, dòng họ cũng khuyến khích nên hạn chế di chuyển và tụ tập đông người. Thực ra nếu như mà tổ chức liên hoan là một cái dịp rất tốt để cho con cháu, các tầng lớp, các thế hệ trong họ là gặp gỡ để đoàn tụ, giao lưu hàn huyên tại cái thời điểm này mà tổ chức hội họp như thế thì sẽ là một cái nguy hiểm cho xã hội. Thành viên trong họ đều là nhận thức rất sâu sắc và cũng đồng tình rất cao và đều thống nhất là thôi không tổ chức thanh minh. Tại giáo xứ Thanh Nội, xã Việt Cường và giáo xứ Lược Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tại các buổi thanh lễ thường có từ 50 đến 70 người tham gia. Ngày Chủ nhật có thể hơn 100 người, nhưng nhiều ngày qua, các giáo xứ đã ngưng cử hành các thanh lễ, tạm đóng cửa nhà thờ, hạn chế giáo dân cầu nguyện đông người. Bà con giáo dân được khuyến cáo tổ chức thanh lễ tại gia đình, tạm hoãn đám cưới, tổ chức đám tang với người thân, số lượng dưới 20 người, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng chống, tránh sự lây lan dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay, theo dõi tình hình sức khỏe, đi khám và tự cách ly khi có dấu hiệu bệnh đường hô hấp. Giáo xứ của chúng tôi cũng đã dừng tất cả mọi cái hoạt động tập trung đông người ở nhà thờ. Tôi vẫn khuyến khích, động viên bà con giáo dân, những ai thiện tâm ấy, thì Chúa ở trong lòng. Người ta có thể cầu nguyện một mình, cầu nguyện ở ngoài ruộng, cầu nguyện ở nhà. Đối với tất cả bà con giáo dân thì họ cũng đã ý thức được đây là cái cơn đại dịch của toàn thế giới. Vì vậy cho nên là họ cũng đã hưởng ứng và tất cả các nghi lễ của tôn giáo thì hầu hết là họ thực hiện ở nhà, xem TV để rồi xem lễ qua truyền thông. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn cao điểm, nguy cơ lây nhiễm cao thì việc tạm dừng tổ chức các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người cũng là một biện pháp tốt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua rất nhiều lưu học sinh nước ngoài vẫn yên tâm ở lại Thái Bình học tập và sinh sống bởi trong suy nghĩ của họ có một niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Những ngày này, ngoài giờ lễ lớp, em Xúc Thả Khay In Tha Cung Ban, một lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, chủ yếu dành thời gian để tự học và sinh hoạt trong khuôn viên ký túc xá. Mặc dù Lào là một quốc gia mới chỉ xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên từ ngày 24 tháng 3, thế nhưng em Xúc Thả Khay In Tha Cung Ban và các bạn lưu học sinh Lào khác không chọn cách về nước mà vẫn yên tâm ở lại Việt Nam học tập. Em cảm thấy cái phòng chống dịch của COVID-19 này ở Việt Nam ấy thì là cũng rất tốt. Từ cửa khẩu đến trường học của em thì em cũng rất yên tâm về cái vấn đề này. Cũng như Xúc Thả Khay In Tha Cung Ban, nhiều du học sinh khác tại khu ký túc xá cũng đều yên tâm học tập tại Việt Nam. Các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh cá nhân và luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng luôn được các em nghiêm túc thực hiện dưới sự đôn đốc của ban quản lý ký túc xá. Hàng ngày ban quản lý ký túc xá và các thầy cô cũng đều đặt ra dò chúng em về các biện pháp phòng chống dịch. Bản thân em cũng luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch và nhắc nhở các bạn trong đoàn về việc phòng chống dịch như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh nơi ở và tránh tụ tập đông người. Đa số các em là phải học trực tiếp ở trường và không có thời gian để đi các nơi. Do vậy mà trong lần này công tác phòng chống dịch thì nhà trường đã thực hiện rất tốt theo chỉ đạo của chính phủ và sự chỉ đạo của ban phòng chống dịch của tỉnh. Thường xuyên động viên và có các biện pháp giám sát sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay chính là để tạo niềm tin về công tác phòng chống dịch của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, mỗi công dân cũng đều phải là một chiến sĩ trên mặt trận phòng dịch. Dù là sinh viên hiện đang ở Việt Nam hay nước ngoài thì vẫn cần có ý thức tự giác phòng dịch cho bản thân và cộng đồng. Do diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cách ly toàn xã hội, nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đã cho cán bộ nhân viên chuyển sang làm việc online tại nhà.
Đây là một trong những giải pháp trước mắt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Gần một tuần nay, thay vì phải đến văn phòng làm việc, mọi thông tin chỉ đạo điều hành đều được anh Dự thực hiện qua email và chat. Mặc dù làm công tác đoàn có nhiều hoạt động phải gặp gỡ tiếp xúc nhiều người, nhưng thông qua các ứng dụng trực tuyến và đã được tập huấn trước, nên công việc của anh không bị xáo trộn nhiều. Mình sẽ đặt cho mình một cái quy định, có nghĩa là chúng ta sẽ có 40 phút đến 50 phút làm việc, sau đó thì khoảng 10 phút giải lao. Chúng ta xác định là đủ 50 phút chúng ta mới được giải lao, để tránh tình trạng là đang làm việc để sao lãng đi một số vấn đề khác. Làm việc hiệu quả ở nhà có thể coi là một thách thức bởi có rất nhiều sự bất tiện và ít giao tiếp hơn so với làm việc trong văn phòng. Tuy vậy, dân công sở đã có nhiều biện pháp để có thể thích nghi và đảm bảo hiệu quả công việc. Yêu cầu về công việc thì vẫn như là phải ngồi trên cơ quan, thế nên là mình phải tìm cách để thích nghi và mình nghĩ là cơ bản là chất lượng công việc thì vẫn được đáp ứng. Đây là một cái việc cần thiết để có thể góp tay vào phòng chống dịch bệnh cùng với cả chính phủ. Làm việc trực tuyến linh hoạt về thời gian đã mang lại lợi ích kép, chỉ tiêu công việc vẫn hoàn thành mà cơ quan đơn vị doanh nghiệp lại tiết kiệm được nhiều chi phí. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ phù hợp với các công việc có liên quan nhiều đến nền tảng online. Đặc biệt, nếu cơ quan doanh nghiệp chưa chuẩn bị hệ thống làm việc từ xa chuyên nghiệp, thì rủi ro về bảo mật là khó tránh khỏi. Việc truy cập đó đảm bảo an toàn, để tránh được cái việc thất thoát dữ liệu cũng như là tránh được cái việc tấn công xâm nhập vào trong. Có rất nhiều những cái biện pháp hay là giải pháp kỹ thuật có thể thực hiện điều này. Ngoài ra thì cái việc là tăng cường nâng cao ý thức cho nhân viên cũng là một việc rất là quan trọng, để nhân viên hiểu được rằng là khi mình truy cập vào hệ thống của công ty từ nhà là mình phải có trách nhiệm đối với lại đảm bảo thông tin đối với lại cái việc truy cập đó. Cho đến thời điểm này, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đều có kế hoạch xây dựng kịch bản ứng phó theo các mức độ của dịch với các tình huống khác nhau, cho thấy tinh thần chống dịch quyết liệt. Khó khăn là khó tránh, nhưng với tình hình hiện tại, làm việc online vẫn là phương án tối ưu. Quý vị và các bạn thân mến, nhận thức và ngày càng hiểu thêm về giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang ngày càng tham gia nhiều hơn loại hình bảo hiểm này với mong muốn có một cuộc sống ổn định khi hết tuổi lao động. Anh Trần Văn Quyết, thôn Đồi Cao, xã Hợp Châu, làm nghề kinh doanh cây cảnh, làm việc tại khu vực tự do, phi chính thức. Thông qua nhiều lớp tập huấn của bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo, anh đã biết đến và hiểu về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do vậy, đầu năm nay, anh Quyết đã tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Càng tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Quyết nhận thấy những lợi ích rất thiết thực của loại hình bảo hiểm này. Vì vậy, anh đã quyết định làm thủ tục đăng ký thêm cho vợ để đảm bảo cho cuộc sống của hai vợ chồng khi về già. Thì chúng tôi là người dân lao động tự do. Cái hai là cũng là những cán bộ làm việc không chuyên trách, không được thuộc diện là đóng bảo hiểm bắt buộc. Do vậy là việc tham gia được cái bảo hiểm nhà nước đề ra như này là rất là tốt, đảm bảo cho người dân khi mà tham gia thì sẽ có cái quyền lợi khi mà về già ta được hưởng lương. Cái thứ hai là khi cái bảo hiểm này nó có rất nhiều cái mức đóng mà rất phù hợp cho cái người lao động, đặc biệt là người lao động ở nông thôn. Đấy. Ông Trần Văn Bình trước đây có tham gia công tác nhưng được đơn vị cho về khi chưa đủ thời gian làm việc để được lĩnh lương hưu. Do vậy, ông Bình đã tham gia hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian trước đó với mức phí đóng 600.000 đồng một tháng. Giữa năm 2018, ông Bình bắt đầu được hưởng chế độ hưu trí. Số lương hưu này cũng giúp cho ông có cuộc sống ổn định khi về già, giảm bớt gánh nặng cho các con. Ngoài cái sổ lương hưu thì tôi còn được các cái thẻ bảo hiểm y tế, cho nên là cái cuộc sống cũng cơ bản ổn định. Thế thì có chế độ hưu là tôi cũng còn tham gia sản xuất thêm, cho nên là cuộc sống cơ bản ổn định, cũng các con cũng không phải yên tâm, không phải lo lắng về chi phí giúp đỡ bố mẹ. Hiện nay theo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo, đã có trên 220 người tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó có rất nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Tính từ đầu năm 2019 đến hết tháng 10, số thu từ bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 1,7 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã và đang khẳng định tính nhân văn sâu sắc trong chính sách an sinh xã hội của nhà nước đối với người dân.
là tỉnh biên giới, đời sống bà con nhân dân tỉnh Sơn La còn nhiều khó khăn. Là lực lượng nòng cốt nơi vùng biên, những năm qua lực lượng biên phòng tỉnh Sơn La đã cùng nhân dân xây dựng đời sống kinh tế hiệu quả, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhiều xã bản nơi đây. Phiêng Pằn là xã vùng cao biên giới, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Trên 80% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Phong tục tập quán, người dân vẫn còn những hủ tục lạc hậu. Điển hình như tập tục mai táng của người Mông hay việc thách cưới, nuôi nhốt trâu bò dưới gầm sàn của người Sinh Mun, người Thái. Để đồng bào nơi biên giới nâng cao nhận thức, xây dựng đời sống văn hóa mới, những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phiêng Pằn đã bám nắm cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân. Nhờ đó, người dân vùng biên đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống sản xuất. Khi được tuyên truyền vận động này, bà con nhân dân này, đa phần này đã giảm bớt được các thủ tục lạc hậu và chuồng trại thì được làm ra riêng, qua đó thì góp phần đảm bảo vệ sinh. Trong nhiệm vụ giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, đồn biên phòng Phiêng Pằn đã xây dựng mô hình trồng cây chanh leo trên đất dốc với diện tích hơn 3,5 hectare. Bình quân, mỗi hectare cho thu nhập từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Nhận thấy mô hình trồng chanh leo của đồn biên phòng mang lại hiệu quả cao hơn so với cây ngô, cây mía, nhiều người dân trong vùng đã đến đơn vị tìm hiểu, học hỏi để nhân rộng mô hình này. Trước đây, bà con trong bản chủ yếu trồng ngô nhưng thu nhập thấp. Từ khi đồn biên phòng Phiêng Pằn triển khai mô hình trồng cây chanh leo, bà con rất quan tâm tìm hiểu, thấy loại cây này phù hợp với điều kiện ở bản. Gia đình tôi quyết định sẽ thay thế cây ngô và trồng thêm 1 hectare chanh leo. Cùng với việc trồng thí điểm cây chanh leo, đồn biên phòng Phiêng Pằn còn kết hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tìm các đầu mối để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình nâng bước em đến trường, tay kéo biên phòng, hũ gạo tình thương, giúp người dân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó xây dựng tình cảm tốt đẹp, gắn bó giữa đơn vị với nhân dân trên địa bàn. Bộ đội biên phòng thì rất là quan trọng về cái việc giúp cho bà con nhân dân để làm sao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy giúp bà con nhân dân vùng biên giới ngày càng phát triển tốt hơn. Nguồn đất với cả nguồn nhân lực với khí hậu đây nó rất hài hòa với cả trồng cây ăn quả kết hợp để trồng cây lâu năm. Mình cũng có đề xuất cho với bộ chỉ huy với cả đồn để làm cái mô hình thí điểm trồng cây ăn quả trên đất dốc ở tại đơn vị đóng quân, tại bản xã đơn vị đóng quân để thứ nhất là cũng giúp bà con nhân dân để tìm ra hướng cây mới để phát triển kinh tế làm sao nó hiệu quả. Từ những việc làm thiết thực của lực lượng biên phòng chung tay giúp đồng bào vùng biên xây dựng cuộc sống mới ấm no văn minh đã góp phần vào việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Trong bối cảnh việc tái đàn lợn, thu nhập từ chăn nuôi còn nhiều khó khăn, nhiều nông dân ở Hưng Yên đã có hướng đi riêng cho mình bằng việc áp dụng công nghệ máy tách chất thải trong chăn nuôi thành phân hữu cơ. Điều này không chỉ góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn góp phần giúp nhiều hộ chăn nuôi có thêm thu nhập. Hiện nay gia đình ông Đặng Ngọc Hà đang nuôi gần 1.000 con gà di mía để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán. Ông Hà không nuôi gà bằng cám công nghiệp mà tận dụng các sản phẩm nông nghiệp và đầu tư nuôi giun quế để làm thức ăn cho gà. Sau khi kết hợp trộn giun quế với các loại cám ngô, cám gạo, ông Hà bổ sung thêm đầu tôm khô, cây chó đẻ, nhọ nồi, sả, tỏi và rau muống để sản xuất cám viên cho đàn gà. Tỷ lệ trộn thức ăn được ông Hà cân đối, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đàn gà. Do làm tốt công tác chăm sóc và phòng bệnh nên đàn gà khỏe mạnh, chất lượng thịt thương phẩm, sạch, an toàn sinh học, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Hiện nay, ông Hà đang bán gà ra thị trường với giá 130.000 đồng kg, ước tính sản lượng gà thương phẩm cung cấp trong dịp Tết năm nay đạt 2 tấn. Tính từ thời điểm ổ dịch tả lợn châu Phi cuối cùng được xử lý vào giữa tháng 11 năm ngoái, đến nay đã hơn 4 tháng trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã không còn phát sinh thêm. Để tạo nguồn cung cho thị trường, các hộ chăn nuôi ở đây cũng đang tái đàn lợn trở lại trên cơ sở sử dụng nguồn giống tại chỗ.
trong tổng số 1.300 hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn của thị xã Đông Triều. Hiện đã có 130 hộ tái đàn trên cơ sở nguồn giống tại chỗ. Các hộ này đều thực hiện nghiêm việc vệ sinh chuồng trại, tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn và đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Theo Phòng Kinh tế thị xã Đông Triều, tổng đàn lợn của địa phương đến nay có 30.000 con, trong đó đàn lợn nái chiếm 10% để thực hiện tái đàn tại chỗ. Cùng với hướng dẫn các hộ tái đàn lợn, thị xã Đông Triều vẫn đang khuyến khích các hộ chuyển sang chăn nuôi gia cầm để đảm bảo thu nhập và ổn định nguồn thực phẩm cung cấp cho thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.